Rồi, và trong video ngày hôm nay thì bên công ty mình tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một mẫu xúc đôi mới của năm 2020. Thì hiện tại đây là cái mẫu xúc đôi, cái mẫu rất là mới, đây là mẫu xúc đôi Hỏa Tiễn xúc hầm. Cái thiết kế của nó thì rất là gọn nhẹ. Cái chiều ngang của nó thì 90, chiều sâu của nó từ trước ra sau đây cũng là 90 và chiều cao của nó là 60, cực kỳ gọn nhẹ luôn. Hai bát đánh úp vào trong. Dòng này thì cho âm xúc rất là mềm nhé. Và hôm nay thì bên mình tiếp tục làm clip test thử cái chất lượng của cái vỏ thùng xúc này cho tất cả quý khán giả cùng xem. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái cấu tạo của thùng này. Thì thùng này nó được sử dụng là ván ép mã lai cao cấp nhập khẩu, và sơn là sơn chống trầy, chống thấm nước, rất là dày ạ. Đó, bây giờ anh em thì đang tiến hành mở cái lưới của nó ra để lát nữa mình sẽ xịt nước vô trong đó. Thì hôm nay thì mình sẽ test thử. Thứ nhất là test thử cái chức năng là khi mà chúng ta bắt lưới vô và chúng ta xịt nước để xem nước có vô trong thùng loa hay không. Và cái thứ hai là mình sẽ lấy lưới ra ngoài, sẽ xịt thẳng trực tiếp nước vô trong thùng loa luôn để xem là cái thùng loa này sau khi bị nước vô nó có bị nứt hay là bung thùng hay không nha. Đó, hiện tại thì những cái dòng này thì bên mình đang tiến hành lên rất là nhiều. Thì ở cái video đợt trước thì mình có giới thiệu tới quý vị và các bạn cái xưởng sản xuất thùng loa của bên công ty mình rồi. Cái dòng này thì bên mình đang phân phối cho tất cả cửa hàng đại lý ở các khu vực Sài Gòn và khu vực miền Tây rất là nhiều nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với bên công ty mình. Đó, ok, bây giờ thì mình sẽ xịt thử nước. Giơ lên trời chú mời ơi, mưa từ trên. Chú để. Đúng rồi, giơ cao lên. Đó, trời đang mưa rất là lớn nha anh em. Lát nữa thì mình sẽ kiểm tra xem cái nước nó có vô bên trong cái thùng loa hay không. Đó. Tại vì cái hiện tại thì cái mặt loa này thì nó cũng được thiết kế cái mà mặt lưới chống bụi và chống thấm nước. Đó. Toàn bộ thì những cái dòng sản phẩm thùng loa của bên mình thì được cải tiến chất lượng rất là tốt nhé. Toàn bộ là thùng ván ép nhập khẩu, cho nên là cái chất lượng rất là tốt, chịu mưa chịu nước chịu nắng rất là ok luôn anh em nhé. Chúng ta xài rất là bền, không sợ cái thùng loa của chúng ta nó xuống cấp. Đó. Mưa thì mình nghĩ là khi các bạn đi xôi sẽ không có cái tỷ lệ mà mưa to như thế này đâu nha. Cái này là mình đang test thử thôi. Chú xịt gần cái mặt lưới trước, chú mời ơi. Đó. Khi mưa thì bao giờ mưa nó cũng rớt từ trên rớt xuống anh em nha, chứ không có mưa nào mà nó tạt thẳng vô đâu. Tại vì cái loa chúng ta để thì mưa bao giờ nó cũng rớt từ trên rớt xuống. Đó. Chống nước và chống nóng cho các bạn. Anh thợ nước rồi, tắt nước thôi. Tắt nước để kiểm tra bên trong đây. Rồi, chú cho nước ra ngoài đi. Ok, bây giờ thì đây nước ở đọng ở trên này luôn anh em. Anh em nhìn sơn là không hề thấm nước, không hề thấm nước luôn nha. Lau phát là khô luôn. Đó, cái chất lượng sơn bên mình làm công nghệ mới rất là tuyệt vời nhá, lau là khô luôn ạ. Đó, ok, giờ lấy lưới ra ha. Lưới tại vì ở đây nó có mấy cái lỗ ốc này, mình lấy ốc của nó ra rồi cho nên là nó sẽ có một ít nước nó sẽ chảy xuống cái lỗ này. Còn bên trong thì mình nghĩ là hoàn toàn chắc là không thể nào có nước vào trong được. Ok, bây giờ mình mở ra nhá. Đây là anh em nhìn thấy ạ, toàn bộ bên trong thùng là khô rong luôn. Đúng không ạ? Đây còn dưới này. Thì dưới này là do bên trên đây ạ. Mình đã mở cái ốc của nó ra thì khi xịt nước thì nó sẽ chảy xuống đây. Nếu mà chúng ta khi mà mình lắp thì mình sẽ bắt cái ốc này vô thì nước sẽ không chảy được xuống ha. Một xíu nước ở dưới này là do cái ốc này nó chảy xuống. Đó. Đây bên trong thùng đây ạ. Thùng bên mình thì làm rất là chắc chắn cho anh em nhé. Toàn bộ là thanh chắn này, rồi mút này, bông tăm. Rất là ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cho nước thẳng vô bên trong cái thùng loa này luôn cho tất cả quý khán giả cùng xem nhé. Rồi ok, lên nước đi. Ok, bắt đầu lên nước. Ok, tiếp tục nước. Bây giờ sẽ test thử nước thẳng trực tiếp vào trong thùng luôn nha. Thùng này thì rất là đảm bảo cho anh em.
xịt luôn cho nó đều. Lâu lâu anh em đi xô xong rồi có thể là đi một vài tháng chúng ta lấy ra, tháo loa ra là chúng ta xịt nước vào để rửa thùng loa rất là ok. Không bao giờ sợ là thùng của mình nó bị thấm nước hay là bị bung bị bể đâu nhé. Đây chú mời. Đây là hôm nay là mình rửa thùng loa. Rửa cái thùng xích đôi. Trương gai bánh giò. Đó. Thùng toàn bộ được làm khéo lục rác hết nha anh em, rất là chắc chắn. Đây là địa chỉ của bên công ty mình nhá, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. Này thì mình đảm bảo cho anh em là về xài rất là ok. Cái thùng này thì nó có một đặc điểm nữa, cái thùng này là được thiết kế rất là nhỏ gọn nhé. Mình nói lại cái kích thước của nó này, chiều ngang mặt trước của nó là 90, chiều sâu là 90 luôn và chiều cao của nó là 60 nha anh em. Nó cực kỳ nhỏ gọn, nó chỉ bằng một cái thùng xúc đơn cỡ lớn thôi. Và đặc biệt cái thùng này thì chúng ta có thể dựng đứng hoặc để nằm lên đều được. Nó hiện tại thùng này thì mình có hai mặt chân đế luôn, một mặt này và một mặt bên hiện tại mình nó để bên dưới thì anh em có thể để nằm như thế này cũng được, hoặc chúng ta có thể dựng đứng lên cho nó cao cũng được nha, rất là tiện. Rồi ok, tắt nước đi. Ok, bây giờ thì mình lấy thử cái áo, mình lau cái sơn. Ok, thử lau cái sơn đúng không? Sơn của mình là mình bao không thấm nước nha anh em. Đó, lau phát nào là khô phát đó rồi nha anh em. Hoàn toàn không thấm nước vào trong cái thùng. Đó, anh em thấy không ạ? Đây là cái công nghệ sơn mới của bên mình, rất là ok. Cùng mình làm rất là kín nha. Ngay kể cả từ cái tay sách này, bên mình làm này, anh em thấy không? Nước là không bao giờ thấm được nhé. Những cái hàng chợ họ làm những cái tay sách họ làm nó không được kín đâu. Khi mà chúng ta mà để nước vào phát là nước nó chảy hết vào trong thùng. Cái tay sách của mình anh em nhìn thấy này, nước đọng lại luôn nha, không hề rớt vào trong thùng. Cực kỳ khít, cực kỳ chắc chắn. Đó. Rồi ok, và hiện tại cái giá bán lẻ của thùng xúc này bên mình đang bán là giá 5 triệu một cặp nhé. Anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại tư vấn ở trên video nhé. Và đây là cái mặt lưới của nó đây. Đây hiện tại trước này thì mình đang để đứng này. Nó đang để đứng rất là gọn, nó chỉ bằng một cái thùng xúc đơn cỡ lớn thôi. Rồi ok, xin chào toàn thể anh em nha.